Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 7 anh em. Rồi, khởi đầu với đội hình 3 chiến binh cũng như là 3 huyễn long. Trận này là huyễn long kiểu thần sứ thì sẽ hồi máu rất là nhiều. Xem trận này mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình gì đây. Tại vì nhiều anh em kêu mình làm huyễn long thần sứ đi, đang rất là mạnh. Mà mình chưa biết kết hợp giữa huyễn long với cả hệ gì cho nó mạnh. Chiến binh thì chắc là anh em cũng đã từng chơi rất là nhiều rồi. Tụ điện phước lành vũ trụ và đấu trường hạng ruồi. Đấu trường hạng ruồi thì chắc là mình sẽ chơi Zon, nhưng mà chắc là trận này mình không chơi Zon đâu. Mình sẽ lấy tụ điện đi. Đầu game thì có một cái khu đổi lại này thì nó cũng ổn. Ồ, cái gì đây? Đầu tư kiên định. Nunu 2 này cũng ngon này. Đầu tư kiên định là chúng ta phải lắp cho mấy con nào mà nó bay màu sớm một chút. Mình có thể thay Nunu vào đây. Nhưng mà chắc là úp cấp thì sẽ giữ được gọi là lượng máu đi. Giữ máu đấy, theo phong cách giữ máu đây anh em. Mình cấp 6 ở đây. Hiện tại là mình đang có một cái thì ở đây. Anh em có thể lắp một sát thủ hoặc là một hộ pháp. Nhưng trận này mình sẽ hướng đến huyễn long hơn. Rồi ơi, gặp cái đội hình của bạn này cũng hơi mệt này. Ghê gớm quá. Nào, bay màu sớm đâu. Cho Aatrox đi, Aatrox sắp hết máu rồi này. Cái này thì chúng ta sẽ tối ưu hơn nhá. Ui, hồi máu ghê quá vậy. Trường Aatrox đi, tôi xong rồi, không kích được cái stack của đầu tư kiên định rồi. Mình lắp hơi vội. Aatrox còn tim máu mà nó chọc hồi máu nhiều vãi anh em nhỉ. Điêu thật. Thôi không sao. Thì theo anh em gọi là huyễn long kết hợp với gì cho nó hợp lý đây nhỉ? Kiểu cái đội hình mà hồi phục này, thêm kiểu châu chó nữa thì tôi thấy là kết hợp với kỵ sĩ là hoàn toàn hợp lý. Và mình cũng đã nhận được rất là nhiều những cái yêu cầu của anh em kêu mình làm về Hecarim phiên bản gọi là huyễn long đi. Trận này thì không phải là huyễn long tụ điện, nhưng mà huyễn long thần sứ thì tôi thấy là nó cũng khá là ngon. Xuất hiện một con rồng COU. COU này thì không chơi được, tại vì mình bắt buộc phải lấy con rồng đê dài để có thể kích hoạt nhiều cột mốc huyễn long hơn. Mũi khế sinh. Bạn này thì chơi ngọc long này. Cũng có khu đổi lại luôn. Mình sẽ lắp một cái đai máu tạm thời ở đây cho nó hồi máu, cho nó nhiều máu thêm đi. Đang cố gắng comeback lại chuỗi thắng. Tại vì cái trận thắng này tương đối quan trọng này. Thắng ở trận này là chúng ta tích lên được 30 tiền đấy. Tôi đã phải u cấp 6 rồi mà không thắng được thì thôi đấy. Cấp 6 mà không thắng được thì thôi, cháu chịu. Nhờ. Ok. Đi chợ thì chắc là mình sẽ lấy một cái kháng phép đi, để có thể chơi được 8 huyễn long. Huyễn long kỵ sĩ. Nghe cũng ổn phết. Ui, có Hecarim luôn này, có cả tia vàng nữa. Nhưng mà tiếc là mình gọi là ở cái vị trí top cao quá, cho nên là khả năng cũng không lấy được rồi. Mất thì rồi anh em ạ. Nếu Hecarim thì cũng được này. Lấy luôn đi anh em. Tính lấy cái kháng phép, nhưng mà kháng phép ít tiền hơn. Mình cố gắng nuôi Hecarim sớm cho lên Hecarim 3 sao cho anh em xem cho nó mãn cái đồ nhãn đúng không? Anh em nào mà đang xem thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Và nhớ comment cái đội hình yêu thích của anh em để mình có thể làm cho anh em xem. Kiểu có ý tưởng gì hay và bá đạo ấy thì cứ mạnh dạn comment lên nhá. Mình sẽ lắp tạm một cái giáp lửa và một cái dây chuyền. Đây. Trang bị thứ 3 thì là huyễn long nhân tạo. Như thế là hợp lý. Volibear với cả Kayn ở đây mình đang kẹp để có thể lấy một cái sao chép tướng. Sao chép tướng này hơi bị khó tìm anh em ạ. May là trang bị đầu tiên của Kim Long ra cái đầu tư kiên định. Ô, bạn này tích được 6 điểm của đầu tư kiên định rồi này. Bạn Huyền Thư này thì chơi thuần Kim Long luôn. Mình chơi ké tí thôi, cho nên đừng có mặt giận thôi nhá. Đấm chết thằng Aatrox đi. Ui, không đấm được thằng Aatrox rồi.
Nghe bạn này mà chút nữa mà xanh lên thì thôi. Rất là mệt với bạn Huyền Thư này luôn. Kiểu nhiều anh em mà chơi Kim Long có những cái trang bị Kim Long hack tiền sớm ấy, trời ơi nó lỗi thì thôi, khỏi phải nói. Siêu lỗi luôn đấy. Anh em vừa kiểu nhiều tiền này, trang bị thì lại ngon nữa. Có một nhà chơi Kim Long, à Thượng Long, một nhà chơi Kim Long. Đổi lại xem nào, chưa có gì đặc sắc cả. 50 tiền. AC Nunu chiến binh rồng. Dezai à? Bạn này thì là rank băng hội với cả Best Friend. Hai ông lên Anivia 2 sao cùng một lúc. Huyền Thư với cả Mùi Khế Sinh. Taric 3 sao luôn đến tới vị trí của Mùi Khế Sinh rồi. Với hai Huyễn Long thì nó sẽ hồi máu một lần thôi. Còn những cột mốc 6 và 8 thì nó sẽ hồi máu tận đến hai lần. Đấy. Hồi máu hai lần thì ai mà đánh được anh em nhỉ? Thằng nào đâu, thằng nào dấp máu. Ui sao nó nuốt chửng luôn đó. Lắp Aatrox này. Ok. Hai stack rồi. Tăng lý ra thì phải được 3 đến 4 stack nếu như mà áp dụng cái này sớm. Mà nhiều khi nó cũng hơi bị cả cuống. Mày không biết là có tính chơi Nunu chiến binh rồng luôn hay không? Ui giời. Nhìn mấy con Nunu châu chó đánh nhau mệt thực sự. Ok, 4 trận win liên tục đấy. Từ khi mà tôi đầu tư úp cấp 6 phát là chuỗi thắng luôn này. Phê đấy. 40, 60, 65. Kain 2, ok. Tạm thời thì cứ cho mấy cái thằng em bậu sậu lên 2 sao đi. Còn chút nữa mình sẽ kẹp thêm Hecarim. À không, kẹp thêm ca con Sejuani với cả Lydia các kiểu vào những vị trí của những con Kim Long. Ok, và mình có tạo một cái group nho nhỏ để có thể cho anh em giao lưu cũng như là trao đổi về những cái đội hình mạnh ở cái meta. Anh em nào quan tâm thì có thể vào nhóm của mình nhá. Link nhóm thì mình sẽ để ngay bên dưới thôi. Anh em nhớ vào chơi cùng mình nha. Rồng Aidas. Volibear luôn chứ. Nếu cho rồng vào thì chúng ta phải thay như thế này à. Chỉ có thêm một cái giáp đại hãn thôi. Cái này thì nó cũng tích lên 40 stack thì nó sẽ cho được anh em 2 tiền. Cũng khá là ngon. Mình cũng không chơi 7 kim long cho nên là bán bớt đi thôi. Bán cho nó đỡ chật anh em nhỉ. Dạo này là bị chật quá. Ui nhà Thượng Long này. Thượng Long bây giờ tương đối mệt nhỉ. Bạn này thì chơi xây ra pháp sư. Xây ra pháp sư không biết là rút lông hai lần không. Hết lông rồi đấy đâu ra mà rút. Nhiều anh em cũng bảo làm về xây ra pháp sư. Nhưng tôi thấy ý tưởng này nó hết lông rồi nó chỉ rút được một lần có đam thôi anh em ơi. Ý tưởng xây ra pháp sư này không giò lắm đâu nhá. Rồi. Hơi vất vả với con Nidalee trồng chó đây. Ui chiến lợi phẩm Nami à. Eo ơi vừa hồi máu. Lại còn hồi máu của chiến lợi phẩm nữa. Quá đã. Tàng thư bí mật, huy hiệu chiến binh và hàng chờ Pandora. Mình sẽ lấy tàng thư bí mật đi. Xem nào ra cái gì. Chiến binh bang hội kỵ sĩ. Chúng ta sẽ lấy ấn kỵ sĩ nha anh em nhé. Kỵ sĩ này mình sẽ lắp tạm cho Aidas, cho châu. Giáp đại hãn này trực từ cho Hecarim này. Bán con Aatrox à, đi đi. Chúng ta sẽ gặp bạn một có bạn vào không kiếm. Ông kia thì lõi đúng đẹp chơi bang hội luôn. Không chơi bang hội hơi phí. Ghê nhỉ, bạn này thì có hàng chờ Pandora. Rất dễ lên những cái vị tướng mà 4 tiền 3 sao luôn. Hơi mệt về mấy cái ông đấy. Rồi, mình gặp ngay vị trí top 1 với 96 máu. Xếp level 7 có Yasuo đây dai các kiểu. Ghê gớm quá. Ghê đấy. 1% ra được Yasuo này ơi hơi mệt đó. Em nhỉ? Bạn này có hàng chờ cho nên là cứ đợi gọi là tìm con rồng. Con rồng đê dai thôi. Rồng đê dai là anh em mình lụm thôi. Nhờ.
Thư ơi yêu anh không, Thư ngu vơ color. Cả trận đầu có mỗi bạn con gái đấy mà anh em lại đi chửi. Ok. Đâu rồi, mình chơi gặp một bạn Nunu này, Lilia này, ở Leona. Còn 3 stack nữa. Chúng ta sẽ lấy được cái trang bị sao xếp tướng ra. Đến lúc đấy thì mình sẽ bỏ đi Kim Long như mình đã nói. Cái giáp đại hãn này nó bay ra suốt nhỉ. Mình chỉ muốn lấy cái trang bị ấy ra thôi. Cho thằng Aatrox lên đầu tiên như thế này nhá, thì cả team bạn sẽ tập trung đánh con Aatrox đầu tiên. Vãi đồ chết tung luôn ạ. À đấy, và căn xem là bay máu sớm rồi cho nó đi. Ủa, với căn bản thì những vị tướng Huyết Long nó hồi máu nhiều vãi anh em. Nào, trong này đi. Cố lên gấu ơi. Và chết được con rồng không? Trời ok. Cuối cùng thì gấu cũng đã vả được. Mà mình cũng đã win. Hên vãi. Cứ tưởng gấu mài sắt. Nhưng mà rồng thì nó cũng không trâu lắm. Nó chỉ có mỗi ấn kỵ sĩ mà thôi. 75 máu. Phiên đi chợ này mình sẽ không lấy được Yasuo rồi. Lấy khám phép hoặc là ấy. Ô, hình như con Zenix cầm càng phép, hình như nó đã từng lặp lại một lần rồi sao ấy. Phiên đi chợ lần trước cũng có Zenix cầm càng phép đúng không anh em? Lần này cũng có á. Hơi ảo. Giờ này 2. Mình sẽ lắp luôn ấn Huyễn Long nhá. Đây. Ô. Aosin à? Aosin thì đâu có cần. Mình sẽ chuyển sang cho Hecarim phiên bản Huyễn Long. Còn giáp đại hãn này thì chắc là mình sẽ vẫn giữ lại cho Adat đi. Lại cho Hecarim. Nhưng mà trận này mình thực hiện cái ý tưởng gọi là Hecarim Huyễn Long mất rồi. Anh em nào mà có ý tưởng nào hay hơn thì hãy comment ngay nhá. Mình thì sẽ trả lời tất cả comment của anh em luôn. Cho nên đừng ngại ngần gì mà không comment. Này dễ bay màu này. Anh em nào mà muốn kết bạn Facebook của mình thì cũng có thể gửi là mấy cái bạn link Facebook thì mình sẽ để ngay ở bên dưới thôi. Nhớ comment ở ảnh bì hoặc là status mới nhất của mình là mình sẽ biết anh em từ bên YouTube qua. 40, 65, 65 hồi thêm một lần nữa. Và 110% khi mà ở cột mốc 8. Hồi 2 lần cơ. Eo ơi, như vậy thì nó có vẻ rất là trâu. Hiện tại là mới hồi được một lần thôi. Này thì Anivia Kim Long này. Ui giời ơi, lần đầu lại có vẻ không may mắn lắm. Có bát này, kèm thêm bát lấy tỷ lệ roll nhé anh em nhé. Savannah Aidas. Ô, oh, Yasuo luôn à. Yasuo kỵ sĩ có vẻ giòn phết đấy anh em nhở. Có vẻ giòn phết đấy. Mình lấy nốt cái trang bị ấy xong rồi mình sẽ bán thằng Aidas đi. Chơi Aidas này kỵ sĩ thì nó cũng được thôi, nhưng mà tôi thấy là nó chưa tối ưu lắm. Một cái bàn tay công lý này. Này cho Leona chắc là bay màu sớm đó. Bán này đi. Ok. Vừa đủ 7 stack. Một sao chấp tướng. Với cái sao chấp tướng này mình sẽ để dành trong những cái khoảnh khắc mà thực sự cần thiết. Kiểu anh em mình còn thiếu một con Hecarim nữa thôi thì mình sẽ đầu tư lên Hecarim 3 luôn nhá. Ủa bạn này có vứt rồng. À không, bạn này có quỷ thư. Đúng khắc chế cứng của Huyễn Long vừa phục máu như mình rồi. Nhưng mà vẫn không ăn thua. Cũng không ăn thua nhờ. Thì vàng tiếp bạn eo ơi. Mẹ thiền này rất là ngon. Nhưng mà tôi thực chất là không có kháng phép hoặc là giáp lưới ở đây. Nếu mà có thì mình sẽ lấy, còn không thì thôi. Giáp lửa.
giao điện này, lại giáp lửa tiếp. Ui, cái này nhiều đồ thế này, lấy này đi. Sejuani Idat 2 à? Cánh tay kim cương, hay cứ chơi thử thằng Idat này chút không anh em? Suraka, đây rồi, thay rồng đi. Tính chơi thử tí, nhưng mà 8 huyễn long vẫn là mạnh nhất cho Yasuo phiên bản kỵ sĩ. Còn cái này mình sẽ lắp thêm một cái giết khổng lồ. Được chưa? Bát à? Nếu như mà chúng ta bỏ bát ra thay như thế này thì sẽ có được 4 kỵ sĩ. Giờ mình sẽ tập trung tìm con Hecarim với cả Yasuo nhá. Zone thì cứ lên được 3 thì cũng càng ngon. Bạn này thì chơi Anivia phiên bản chiến binh rồng. Ghê quá nhờ. Và Yasuo phiên bản cưỡi ngựa của tôi là cũng hơi bị khét đấy nhá. Yasuo là lướt như ông thần luôn. Hay Karim thì cứ hoảng sợ hồi máu như Kotex. Bạn này thì chơi Yasuo phiên bản đấu sĩ rất trâu. Nhưng mà Virus kìa, eo ơi, tích cái stack đòn đánh của cuồng đao khá là nhanh. Hay Karim 2 Design à? Design. Nếu như một chút nữa có thêm một ấn kỵ sĩ thì ngon, mình sẽ chơi level 8. Còn không thì chúng ta sẽ phải chơi ở cấp độ 9 thì mới có được cái đội hình cực phẩm, đó chính là 5 kỵ sĩ và 8 huyễn long. Skarner 3 gần như là mạ vàng những cái vị tướng huyễn long rồi, à thượng long rồi. Đây, Vladimir 3 cũng là con cuối cùng. Bạn này thì có thêm cả cái phần quà của thượng long nữa. Ghê gớm quá. Nico phiên bản pháp sư. Nhưng mà tôi hơi sợ con virus thôi. Nhưng mà bắn Yasuo của chúng ta như kiên cắn thế này. Nghe một công nhận không? Như kiên cắn. Đúng là kỵ sĩ kết hợp với huyễn long thần sứ này thì hồi máu kiểu bất tử luôn cả đội hình luôn ấy. Nhiều anh em chơi đồng đê dài quá. Quá nhiều là đằng khác. Leona 2 Sona Saiza Idat Sona Nico Nunu à? Nunu thì tôi thấy là nó cũng carry rất là ổn. Cho đến lên 3 sao thì nó cũng không lãng phí tiền của anh em đâu. Bạn này nhìn khiếp nhờ. Huyễn Long đầu sĩ à? Chiến binh luôn. Ghê gớm quá. Ghê gớm quá nhở. Ui giời, hình như đang muốn lên rồng design 3 sao thì phải. Cái hộp Pandora này thì nó sẽ không cần gọi là yêu cầu anh em kiểu cái bể tướng của chúng ta là con rồng design là hình như được tầm khoảng 12 con thôi. Thì anh em mình có thể làm tận 2 con rồng design 3 sao cũng được luôn ấy. Nó gọi là tướng vô hạn. Nếu như mà chúng ta có thêm một con rồng chẳng hạn như là Idat 3 sao cho trong đấy, lác lác đổi ra rồng DJ 3 sao nữa thì thôi, về lắm. Nhưng mà hơi khó để có thể tìm được hai con rồng 8 tiền cùng một trận đấu 3 sao. Tôi thấy là rất khó. Khó lắm. Ui, còn kỵ sĩ à? Mà nhìn chung thì trận này đâu có ai chơi kỵ sĩ đâu. Có vẻ như là chúng ta khả năng sẽ lấy được. Ai chơi thì cứ lấy thoải mái, tôi cũng không ép, không tôi lên cấp 9. Xin. Vậy là chúng ta sẽ có được 5 kỵ sĩ và 8 huyễn long. Để có thể làm được cái đội hình này thì nó cũng cần một chút nhân phẩm. Anh em cần có 3 ấn tộc hệ. Và chúng ta up cấp. Ui, Yasuo 2 level 8, ảo ma thật. Ok, mình sẽ bắt những cái vị tướng 4 tiền để giúp cho cái tỷ lệ roll nó nhanh hơn. Nó dễ ra được con Hecarim hơn.
Zone phiên bản song kiếm hợp bích với cả thằng anh Yasuo, thằng em Yasuo. Hai thằng em đều, thằng anh đều có ngựa cưỡi cả, nhìn khét thật. Anh em quả này là song kiếm hợp bích là chém toàn bộ đội hình thôi chứ còn gì nữa. Chiến binh này lại còn kỵ sĩ Huyễn Long Bang Hội, kèo ơi, rất là nhiều tộc hệ phê. Này thì Kama này, ok. Wow, trông vậy cái đội hình nhìn của mình nhìn hơi ghẻ lở tí mà top cao phết nhở, kiểu kích được full hệ mà mạnh dã man. Chúng ta tiếp tục có một con Nunu nữa, chưa thấy thêm thằng Hecarim nào cả. Ô, có Zhon này, sao chết tướng cho Zhon thì cũng được. 5 kỵ sĩ rồi thì nó cũng, mình cũng không cần Lilia nữa đâu anh em ạ. Cái bạn chơi Nico pháp sư kia thì chắc chắn sẽ chút nữa nếu như mà có được con Soul ấy, không đổi đồ cho con Soul từ cùi liền. Đây, bạn này thì chơi Anivia Ngọc Long kết hợp với chiến binh rồng, nhìn qua thì cũng khá ghê gớm. Nhìn với khả năng hồi phục của Tam Huyễn Long thì thôi, tôi nói với anh em là kiểu vô tách gọi bằng cụ. Tiếng Kiệt. Ui giời ơi, bạn này tôi đục cố gắng nuôi rồng đê dai 3 sao rồi. Tôi sợ hơi con sợ con rồng đê dai này lắm. Chút nữa nếu như mà có thêm một cái găng bảo thạch nữa cho con đê dai nó quạt một phát thì tan nát đời trai luôn. Hack hai Hecarim một lúc. Phê. Đây dài 2 sao, ok. Gửi lên đi. Nghèo cũng phải cho mấy cái thằng đàn em đi học đúng không anh em? Tuy bây giờ đang tiết kiệm nhưng mà cũng phải cho. Nếu mà chúng ta lên được Nunu với cả con Zhon ấy thì chỉ có mỗi con Leona là không phải là 3 sao thôi, còn đâu là full bạn. À, với cả đê dài nữa, hai con quên đê dài thì hơi quài 26%, quài quá. 6 Hecarim nhanh phết nhở. Nunu 3 rồi này, Shizuka on. Khá là nhiều Shizuka nhở, nhưng đâu có chơi Shizuka đâu trời. Con Zhonne thì lên nốt cho em đi. Cái này mình sẽ ném cho đây dai này. Bạn này có phong kiếm, hơi sợ. Ê ơi, con Leona nhìn trâu thế. Trâu buồn ngủ luôn mà. Ghê gớm thật. Anivia đầu này thì thôi, vừa ngăn hồi máu. Với các bạn thì Thượng Long thì nó cũng Ngọc Long thì nó cũng đã có tượng hồi máu rồi. Quỷ tư thì nó ngăn hồi máu của Huyễn Long của chúng ta, thần sứ mà. Nhưng mà vẫn không sao, vẫn ăn được. Boom, ok. Chúng ta có Nico Hecarim này. Là một con Hecarim nữa, mình sẽ lên Hecarim 3. Lên luôn luôn à? Lên luôn anh em nhá. Đừng ngồi tiếc làm gì cả. Còn do này thì cứ bình tĩnh. Đây rồi, Soul Pháp Sư trong truyền thuyết. Nghe bảo là bài Soul này mạnh lắm. Nhưng với 5 kỵ sĩ, 100 giáp và 100 kháng phép. Để xem là chúng ta có đánh bại được con Soul Pháp Sư này hay không. Nhìn qua thì ui trời, hoảng sợ 8 giây nó ít mà. Ít mà. Còn sợ con Soul kia đi chứ. Rồi, bạn này thì trưởng không xin nhê. 15 giây, hố đen vũ trụ khá là to nhưng mà cũng sẽ phải tạm dừng cuộc chơi tại đây. Tính tiền. Mùi kết sinh và Axina. Axina chỉ còn lại có 2 máu mà thôi. 58 tiền.
Do nè đâu? Chưa thấy do nè đâu cả. Mùi ký sinh cũng đang khá là cháy. Ui giời, 1.000 sát thương, 205 giáp và 205 kháng phép. Chuyển đề ra sang bên này cho nó quạt vào nhiều mục tiêu hơn nhé. Ok, xem nào. Rồi, xong hoàng sợ mất tiêu luôn. Ra Suasugi đẹp. Ôi, hoàng sợ có mát chứ tầm mười mấy giây. Hoàng sợ 8 giây rồi. Hoàng sợ lần 2 chắc là ngất xỉu luôn. Biết ngay mà. Arcina cũng đã phải tạm dừng chơi rồi. Để xem là mùi khế sinh có all in ở level 8 hay không đây. Đi chợ. Chúng ta có Shizuka. Shizuka lấy vậy cũng chả làm gì cả. Mình sẽ lấy chén sức mạnh đi. 5 tiền lại búp cho hai thằng em, thằng anh. Nhờ. Do này đâu? Bắt Shizuka này. Đây rồi. Cuối cùng thì cũng đã lên được Zone phiên bản kỵ sĩ 3 sao. Ra xua kỵ sĩ 3 sao 60 tiền để có thể up cấp. Và là round sau thì chúng ta mới có thể lên được cấp 9 và kẹp thêm bát. Mà sợ là bà này không còn thọ được đến cái round sau luôn quá. Rồi xong rồi. Bà này hơi khó cho mùi khế sinh rồi. Úi giời ơi, nhìn Leona nhìn gặp mấy ông khác thì trâu thôi. Còn team của mình á, kiểu như là hồi máu kiểu nhầy nhụa vãi. Trong khi đấy mình còn có diệt khổng lồ này, giáp lửa này, đủ các kiểu. Và tính tiền cho mùi khế sinh luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em.